Từ khi bản thân mình thấy da mình dầu mình sử dụng còn bị chán nữa mọi người. Kiểu như tha mà nó thấm vô và đôi khi mình không cảm nhận được gì á. Video clip này mình không nhắc đến vitamin C nhiều nữa mọi người. Tại vì sao? Tại vì mình chán chứ không gì đó. Bên cạnh đó thì một phần nữa là trên thị trường hiện nay thì có quá nhiều những cái loại vitamin C khác nhau. Thật sự là loạn luôn, không biết đường đâu mà lần. Ồ alo alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series phê gì trong tháng. Vi có hứa với mọi người là Vi sẽ cố gắng là mỗi tháng sẽ ra thường xuyên những cái video clip trong series phê gì trong tháng. Nhưng mà những cái dự tính đó lại bị những cái content video khác chắn ngang. Nên là thôi bây giờ không dám hứa nữa, phê được lúc nào thì phê lúc đó thôi. Hôm nay phê cái gì? Sẽ phê về những cái loại serum dưỡng sáng, dưỡng trắng da an toàn, lành tính và đặc biệt là giá siêu bình dân. Dưới 300 cành cũng có, dưới 400 cành cũng có, dưới 500 cành và dung tích nhiều cũng có. Nói chung là các loại serum trong video clip này rất là phù hợp cho các anh em còn đang là học sinh sinh viên. Thật ra thì content về serum dưỡng sáng, dưỡng trắng da Vi đã từng làm trong một video clip trước đây tại channel của Vi. Nhưng mà mọi người biết đó, về cái job của Vi, cái nghề của Vi là về review, cho nên là phải chia sẻ thẳng với mọi người là cái việc sử dụng mỹ phẩm á, thay đổi mỹ phẩm skincare liên tục nó còn nhiều hơn cái việc mà Vi ăn cơm mỗi tháng nữa. Tại vì đâu phải ngày nào cũng ăn cơm, khi ăn phở, ăn cháo, hủ tiếu, bún bánh canh các thứ. Cho nên với một cái công suất mà sử dụng skincare, thay đổi skincare liên tục, follow theo từng ngày như vậy, thì chắc chắn video clip này sẽ là những chiếc serum dưỡng sáng, dưỡng trắng da giá bình dân khác với lại chiếc serum mà lúc trước Vi đã từng làm rồi. Ok thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đi vào serum đầu tiên. Em serum đầu tiên mà Vi muốn recommend với mọi người là Skintific. Đây là một brand của Canada. Và Skintific thì dạo gần đây Vi thấy rất là nhiều bạn review, rất là nhiều bạn quan tâm, nên là Vi có pick up thử cái serum 10% Niacinamide Brightening Serum của Skintific về xài thử. Tại vì Skintific thật ra có rất là nhiều dòng luôn mọi người. Gì mà kem mắt rồi serum mặt thì lấy hết. Trong em này thì ngoài 10% Niacinamide ra còn có kết hợp với những thành phần làm sáng dưỡng trắng da khác, chẳng hạn như là Alpha Butin, Tranexamic Acid. Đó thì cái triple 3 thành phần Niacinamide, Alpha Butin và Tranexamic Acid sẽ đánh vào cái vấn đề là cải thiện thâm mụn và cải thiện được tông da. Và quan trọng là 10% Niacinamide trong em này thì khi lên da của Vi không hề cảm giác bị châm chích. Tại vì có một số những cái loại serum mà có chứa Niacinamide 10%, 15%, 20% thì khi lên da nó hơi châm chích trong vài giây đầu, nhưng mà các em serum này thì hoàn toàn không có cảm giác châm chích đó. Cái điều tiếp theo mà Vi khá là ưng em này là về cái kết cấu á mọi người. Khi mà apply ra tay á, tán đều ra và đợi một tí xíu thôi thì tất cả những cái kết cấu, cái sản phẩm trong cái em Skintific này nó thấm hết vào da, nó không hề để lại một cái cảm giác bết bát hay dính dớp gì, không hề gây ra cảm giác khó chịu bí bách lỗ chân lông ấy. Nếu mà cái kết cấu như vậy thì cá nhân Vi sẽ thấy là cái em Skintific 10% Niacinamide này sẽ phù hợp cho những cái làn da mà dầu mụn nhiều hơn là da khô. Nếu mà da khô các bạn muốn sử dụng em này á, thì sau đó chắc chắn là các bạn phải sử dụng thêm những cái lớp kem dưỡng mà nó hơi dày một tí. Tại vì cái em này như Vi nói là thấm rất là nhanh. Các bạn sử dụng cream này không, và sau đó nếu mà các bạn không có dưỡng ẩm thêm nữa thì nó rất là dễ bị thiếu hụt về độ ẩm trong da của các bạn. Bên cạnh cái triple 3 thành phần làm trắng ban nãy ra thì trong em này còn có hai cái thành phần gọi là combo sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề là làm dịu da và giảm những cái hiện tượng kích ứng. Đó là Ceramide và Centella Asiatica Extract là chiết xuất rau má. Thì cái da của mình khi mà sử dụng Niacinamide là nó đã kháng viêm rồi, nên là khi mà kết hợp hai cái thành phần này lại nữa thì cái da của mình nó giảm được cái hiện tượng lâu lâu khi mà sử dụng treatment dry re, nó đỡ bị ngứa, nó đỡ bị đỏ và nó đỡ bị bong tróc hẳn hoi. Tuy hãng Skintific rất là claim rõ về cái công dụng trong em này là làm giảm được cái hiện tượng đốm nâu, cải thiện những cái vết thâm mụn và cải thiện được tông da, nhưng mà bản thân Vi thật sự phải review mọi người một điều thực tế như thế này là khi mà Vi sử dụng á, Vi phải kiên trì lắm đến tuần thứ 3 Vi mới thấy được cái sự cải thiện đó cách rõ rệt nha. Đặc biệt là những cái chấm thâm li ti của Vi á, những cái chấm mà bị mụn để lại sau đó thì nó có chiều hướng nó nhạt dần, và sau đó mình có theo dõi là nó bắt đầu nó tiệp với những cái vùng da khác. Bên cạnh đó thì Vi thấy còn có một cái công dụng rất là rõ ràng nữa, thì nếu mà mọi người để ý, mọi người vạch bên trong cái cánh mũi này của mọi người ra thì mọi người sẽ
thấy là những cái chỗ khóe mũi này á của mình á nó hơi bị đỏ, và thậm chí là mọi người không biết là mọi người có giống như Vi hay không, là nó thường tập trung mụn đầu đen và nó bị khô khốc bên trong này rất là ghê luôn á. Mặc dù là để vậy bình thường không sao nha, nhưng mà chỉ cần vạch hoặc là ấn nhẹ cái cánh mũi xuống thôi là nói chung là nó đỏ và nó bong chóc, nó hiện hình mụn đầu đen lên. Thì đối với những cái vùng mà ẩn nấp trong cánh mũi như vậy á, thì em này còn có nhiệm vụ là làm dịu, gọi là làm khô, làm giảm được những cái hiện tượng đỏ đó. Rõ ràng là sử dụng em này trong những cái vùng cánh mũi như vậy á, khi mà mình vạch ra nó không có bị bong chóc và không có bị đỏ ghê nữa ý. Em Skintific 10% Niacinamide này thì cực kỳ lành tính, không chứa cồn khô, không chứa paraben và không chứa hương liệu. Hương liệu ở đây là gì? Hương liệu là hương liệu hóa học, và kể cả cái mùi hương các bạn cũng không nghe được cái mùi hương luôn, nó rất là ổn luôn. Thì đó, thì Skintific 10% Niacinamide này là một cái option rất là phù hợp với những loại da mà gọi là nhạy cảm với tất cả mọi thứ serum dưỡng sáng, dưỡng trắng da và giá bình dân trên đời này luôn. Với một cái mức giá hạt rẻ là dưới 300 cành thôi thì em này cực kỳ phù hợp cho những bạn mà học sinh sinh viên mà có một cái tính tình đầm tính đó mọi người, đầm tính không sống vội. Tại vì như ban nãy mình nói là cái vấn đề cải thiện mà đốm nâu vết thâm á, nó sẽ cải thiện cách từ từ. Những cái vết thâm của Vi nó không quá gọi là mới, gọi là nó cũng hơi lâu rồi và nó cũng không có nhiều, mà đến tận tuần thứ 3 thì Vi mới thấy kết quả. Nên là khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm Skintific 10% Niacinamide này thì các bạn phải thật sự kiên trì, không dành cho những kế tiếp da mà muốn ngày 1, ngày 2 cải thiện liền là no. Nếu vậy thì không nên chọn cái em này ha. Tiếp theo là một cái brand mà Vi thấy rất ít ai review, nhưng mà khi mà Vi sử dụng hai cái em này thì Vi thấy nó rất là ổn. Chính vì vậy là trong những video clip trước đây của Vi, Vi cũng đã từng nói là Vi rất là muốn lôi cái brand này ra được ánh sáng. Hai cái serum mà Vi muốn nói đến là của hãng Victorma. Serum Victorma chỉ có 3 phiên bản là B5, B9 và HA. Thì Vi sử dụng thường nhất là cái B5 và B9 này. Trong cái Victorma Hydra B5 Serum này thì sẽ có chứa thành phần Pro Vitamin B5 nè, rồi có Niacinamide, HA, Adenosine là chống lão hóa. Còn cái B9 này thì sẽ có chứa 3% Folic Acid là Vitamin B9. Bên cạnh đó thì cũng có chứa Niacinamide luôn. Về hai sản phẩm này thì Vi thấy là về cái độ cấp ẩm và phục hồi da nó rất là ổn. Tuy nhiên Vi đã từng nói về một cái khuyết điểm rất là lớn trong hai em này, đó là Vi thật sự Vi diss về cái vỏ chai nha. Cái vỏ chai nó khá là xấu luôn á mọi người, nhìn nó giống như là một cái chai serum trộn vậy. Thật sự là bản thân Vi thì không nhận sponsor cho Victorma, nên là có sao thì Vi sẽ nói thẳng như vậy, và Vi mong là Victorma sẽ cải thiện được cái packaging bên ngoài để nhìn nó luxury hơn ý. Cái chất của em này sau khi mà apply lên da thì nó sẽ thấm vào da và nó để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm. Và cái lớp finish nó thì cực kỳ nhẹ nhàng lắm luôn. Tất nhiên là không thể nào nhẹ hơn Timeless. Trước giờ Vi sử dụng Timeless B5 là cái Timeless B5 nó nhẹ nhàng nhất trên đời luôn á mọi người. Cái kết cấu của em này thì nó hơi dày một tí so với lại Timeless B5, nhưng mà không có nghĩa là nó quá dày nha. Vi đem Timeless B5 ra so với lại cái kết cấu cho em Victorma này là để mọi người biết là cái em này nó thấm nhanh và cái kết cấu của nó cũng gọi là 1-9-1-10 so với lại cái em Timeless B5. Về cái thành phần của nó thì cũng khá là lành tính, không chứa cồn, không chứa paraben. Về hương liệu thì cũng nằm ở hầu như là cuối bảng thành phần. Rõ ràng là nằm ở cuối bảng thành phần thì nó hiện rõ ở trong cái cảm giác khi mọi người sử dụng là nó không hề nghe bất cứ một cái mùi khó chịu nào luôn ấy. Serum B9 và B5 của Victorma này thì còn có chứa một cái thành phần Vi rất là thích từ trước tới giờ, đó là glutathione. Thì glutathione từ lâu là một trong những cái thành phần mà kể cả đường bôi và đường uống thì đều có khả năng làm sáng da, cải thiện được tông da và chống oxy hóa, chống lão hóa trên da khá là tốt. Tuy nhiên thì cái glutathione trong cái em Victorma B5 và B9 này thì lại không phải là đầu bảng thành phần và cũng không phải là giữa bảng thành phần. Nó chỉ đứng trước hương liệu, có nghĩa là hương liệu đứng cuối cùng và glutathione thì đứng trước nó, thì cũng gọi là cuối cùng đi. Chính vì vậy khi mà Vi sử dụng cái em serum của Victorma này á thì Vi cũng không quá gọi là trông chờ và không quá gọi là thấy rõ trong cái vấn đề là cải thiện thâm mụn khi mà sử dụng Victorma. Mặc dù nó cũng có Niacinamide nhưng mà cái hiệu quả gọi là cải thiện thâm á nó rất là kém, nó rất là lâu. Nó chỉ thuộc dạng gọi là sử dụng lâu, sử dụng kiên trì, sử dụng nhiều chai thì cái da mặt mình nó sáng sủa hơn, rất là rõ luôn. Và cái độ phục hồi và cấp ẩm thì khỏi chê. Thật sự là bởi vì
cái em Victorma này không làm sponsor, không review Booking BA, chứ bản thân Vi thì Vi thấy cái Victorma này nó hoàn toàn nó có khả năng xoán được ngôi của B5 Timeless luôn, thật sự. Tại vì nếu mọi người đã từng sử dụng Timeless rồi thì đôi khi bản thân mình thấy da mình giàu mình sử dụng Timeless còn bị chán nữa mọi người, kiểu như tha mà nó thấm vô và đôi khi mình không cảm nhận được gì á. Còn cái em này thì mình cảm nhận được rõ ràng hơn. Tuy những cái giá của em B9 và B5 này thì nó cũng không quá gọi là rẻ, B5 thì dưới 500 ngàn. Vi nhớ là mẹ Vi không nhớ lắm, Vi sẽ bóp ốc cái giá ở dưới đây. Nhưng cái dung tích của nó tận 50ml và những cái thành phần của nó thì cũng khá là ổn. Nên là đối với Vi thì cái em Victorma này vẫn được list vào những cái top serum bình dân. Tiếp theo là hai em serum của Brand Balan, Evelyn. Thời gian dạo gần đây thì mình cũng sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm của Evelyn. Từ tẩy trang mình sử dụng nhiều lắm, đủ phiên bản luôn, hầu như là phiên bản nào mình cũng có hết. Rồi toner nè, rồi kem dưỡng và serum này. Thì Evelyn là một cái brand của Ba Lan cũng khá là lâu đời rồi mọi người. Hai cái sản phẩm mà mình sử dụng là 5% Glycol Therapy của Evelyn và 3% Glycol Therapy của Evelyn. Thì hai cái sản phẩm này nó khác nhau như thế nào? Về cái cụm 5% Glycol thì rất rõ ràng, 3% Glycolic Acid và 5% Glycolic Acid. Và ngoài Glycolic Acid ra thì trong hai em này đều có một loạt những cái thành phần trong nhóm AHA, chẳng hạn như là Malic Acid, Citric Acid, Lactic Acid. Tuy nhiên khác nhau chỗ nào? Về 3% Glycol Therapy này thì sẽ có 25% peptide. Đó, nó sẽ chuyên trong cái vấn đề là chống lão hóa và dưỡng ẩm, phục hồi da nhiều hơn. Thì trong 25% nhóm peptide đó thì sẽ được chia ra những cái thành phần peptide khác nhau, chẳng hạn như là acetyl hexapeptide 8, bamitone tripeptide 1, bamitone tetrapeptide 7. Đó, thì về thằng 3% glycol này nó sẽ thiên trong vấn đề là cấp ẩm, làm dịu da, phục hồi da, chống lão hóa, chống oxy hóa nhiều hơn. Còn 5% glycol này nó sẽ thiên trong cái vấn đề mụn và dầu, bởi vì nó sẽ có chứa 5% glycolic acid thì không nói đi ha, rồi những cái thành phần trong nhóm AHA như ban nãy mình có review, nó còn có chứa 10% niacinamide nè, đó, rồi cộng với lại 1% zinc BCA. Cái combo này kết hợp với là 5% glycol nó sẽ đánh vào vấn đề là kháng viêm, cải thiện được tuyến bã nhờn, làm sáng da, tẩy tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông. Bên cạnh cái nhóm AHA ra thì trong em này còn có cái thành phần salicylic acid nữa đó. Nó toàn là những cái thành phần thiên trong vấn đề da dầu mụn nhiều hơn là cái thằng 3% glycol này. Và về cái vấn đề thông thoáng lỗ chân lông, làm sáng da thì em 5% glycol này nó rất là rõ trên da của Vi luôn, thật sự. Về cái 3% glycol này sẽ dành cho những cái loại da mà mình không có tập trung vào vấn đề là dầu mụn gì hết, mình sẽ thiên trong cái vấn đề là chống lão hóa, dưỡng ẩm thôi. Nên là khi cái 3% glycol này á, sử dụng trên da thì các bạn sử dụng có thể làm một cái lớp dưỡng, một cái lớp lót trước cái bước kem chống nắng, hoặc là trước cái bước make up kem nền, sẽ làm cho cái lớp finish kem nền hoặc là cái lớp finish kem chống nắng của bạn rất là đẹp, không có bị trường hợp bong tróc. Kết cấu của hai em 5% và 3% này khi mà apply lên da thì ban đầu Vi thấy nó hơi nhớt nha mọi người, nhưng khi thoa, khi tán ra rồi á thì nó sẽ từ từ thấm hết vào da. Cái kết cấu này thật sự là một cái kết cấu Vi thích nè. Có nghĩa là nó nhớt nhưng mà nó không có bị gọi là bị bóng, bị nặng mặt, hoặc là nó cũng không quá gọi là nước. Tại vì Vi rất là không thích sử dụng những cái dạng mà serum mà dạng nước của mọi người. Tại vì khi mà mình apply ra da một cái nha, là nó gọi là nó chảy hết, nó chảy xuống hết, mà mình phải vội vàng dùng tay để mình tán ra, không là nó rớt xuống đất, nó rất là mất công. So với cái em 3% glycol 25% peptide này thì Vi cảm giác được nó không có đặc biệt trên da của Vi giống như 5% glycol. Cái glycol 5% này là thấy là cái da mặt mình, cái bề mặt da của mình nó khác hẳn, nó thông thoáng nè, nó sáng nè, thì rồi cái tình trạng tiết dầu nó cũng giảm bớt đi. 25% peptide 3% glycol này thì Vi thường sử dụng ở phần cổ rất là nhiều để chống lão hóa, tại vì cái cổ thì cái nó mỏng hơn da, nó rất là phù hợp cho cái việc là nó chống lão hóa ở vùng da mà không gây tình trạng kích ứng. Tại vì hồi đó có một lần Vi sử dụng retinol chống lão hóa ở vùng cổ, trời ơi, 1-2 ngày thôi là banh cổ liền. Nên là cái vùng cổ muốn chống lão hóa thì các bạn nên sử dụng những cái thành phần chống lão hóa mà nó nhẹ nhàng nhặt, chẳng hạn như là peptide, tinosimic acid, rồi glutathione đó, chẳng hạn như là những thành phần đó nó sẽ không có bị kích ứng và bong chóc cái da của mọi người. Nói chung là em này ok, chỉ có một cái khuyết là nó quá ít mọi người, chỉ có 18ml thôi. Nếu mà 18ml mà nó gọi serum thì cũng không phải là dạng serum nữa,
nó thường hay được người đời gọi là huyết thanh, tại vì nó ít đó mọi người. Serum phải là tầm 30-50ml, và thậm chí còn có nhiều loại serum còn nhiều hơn, 100ml, 75ml, 150ml nữa. Đâm ra là Vi thấy là đúng là cái em này rẻ thiệt, chỉ dưới 300 ngàn thôi, nhưng mà nó bị hao á, sử dụng bị hao nên là mình sử dụng mình sử dụng thời gian, cái xong nó hết mình phải đổi. Đâm ra nó hơi bị hao mọi người. Nhưng mà anyway, nếu mà mọi người kiểu mọi người đừng có nghĩ đến cái vấn đề thời gian gì, mọi người chỉ nghĩ đến vấn đề một lần mình bỏ ra dưới 300 ngàn mà mình pick up được một cái serum cũng ngon, nó ít xíu cũng được đó, thì lên da của mình nó cũng gọi là thuộc dạng ổn. Thì nếu điều đó làm cho bạn thỏa mãn thì it's up to you rồi. Tiếp theo là về serum của hãng Skin 104. Thì thật sự về Skin 104 thì trước giờ Vi cũng thắc mắc là tại sao mà nó không có bất cứ một cái dòng sản phẩm nào mà thiên về làm sáng, dưỡng sáng da. Cái dòng màu vàng Madagascar Centella màu vàng á thì nó phục hồi các ẩm đi ha. Còn cái dòng màu xanh là cái dòng mà làm cho mình confused nhất, mặc dù mình cũng thích, rất là thích cái dòng đó. Nó cũng có chứa citric acid, AHA các thứ, nhưng mà thật sự là nó sẽ không có chuyên trong cái vấn đề làm sáng nhiều á mọi người. Đó thì nó complex, nó phức hợp quá nhiều những cái công dụng, nó làm dịu da, làm sáng da, tẩy tế bào chết các thứ. Nó vẫn ok thôi, nhưng mà bản thân mình thì muốn là cái Skin 104 lúc đó sẽ ra một cái dòng nó chuyên trong cái vấn đề đặc trị vết thâm và làm sáng da hơn. Thì đó, như cái mong muốn sau đó thì Skin 104 đã ra cái phiên bản về Tone Brightening Capsule Ampoule Madagascar Centella màu trắng này. Dòng này thì vẫn là đặc trưng đầu tiên. Tất cả những cái sản phẩm của Skin 104 đều có đặc trưng là chiết xuất từ rau má. Tại vì như mọi người thấy cái tên là Madagascar Centella thì cái dòng làm sáng da màu trắng này cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, có chiết xuất rau má. Bên cạnh chiết xuất rau má ra thì được add vào cái triple 3 thành phần thiên về vấn đề làm sáng da, 4% niacinamide, 2% tranexamic acid và 3-0-ethyl ascorbic acid, đó là một dạng dưỡng của vitamin C. Về cái triple 3 thành phần này, khi mà Vi sử dụng trên da của Vi thấy làm sáng, thấy rõ, dưỡng sáng da, cải thiện thâm bụng rất là rõ. Những cái vết thâm nó dần nó mờ đi, Vi thấy rõ nè. Quan trọng là lành tính, tất cả những cái loại serum Vi recommend trong video clip này thì chắc chắn là phải lành tính rồi. Và tất cả những cái sản phẩm của Skin 104 đặc trưng một cái là đều không có chứa cồn hương liệu paraben. Kết cấu của em này thì thuộc dạng ổn, sẽ có những cái gọi là những cái hộp màu trắng mọi người. Khi mọi người apply ra những thì khi mà gặp những cái hộp đó thì những cái hạt đó nó sẽ tan ra đó, nó sẽ tan ra trên da của mọi người. Cái kết cấu nó không quá thấm nhanh, nó cũng không gọi là quá dày. Và quan trọng á là mọi người sẽ thấy là cái serum của em này to đùng 100ml nha mọi người, và dưới 500 ngàn thôi. Được một cái là làm đúng nhiệm vụ, nó sẽ không có bị làm cho mình confused giống như cái phiên bản màu xanh kia. Nếu mà các bạn muốn dưỡng ẩm, làm sáng da, cải thiện được tông da thì nên chọn cái sản phẩm Skin 104 màu trắng này. Nó không phải là một cái dạng vô thưởng, vô phạt đối với thâm mụn. Tuy nhiên thì đó là một cái dạng thâm mụn vừa phải, còn gọi là thâm mụn lâu năm, thâm mụn nặng, thâm mụn triền miên. Thì Vi khuyên các bạn là nên kết hợp với những cái dạng treatment khi mà sử dụng em này để tăng được cái sự hiệu quả rõ ràng hơn. Tại vì như các bạn thấy thì cái triple 3 thành phần là 4% niacinamide thì nó cũng không phải là một dạng gọi là niacinamide dạng phần trăm cao, rồi 2% tranexamic acid là một cái dạng mà ổn định chấp nhận được, không quá cao cũng không quá gọi là thấp. Còn vitamin C nó cũng không phải dạng là LAA, L-ascorbic acid không phải là một dạng vitamin C nguyên chất. Nó thì nó được một cái là khi kết hợp lại với nhau thì cái triple 3 thành phần này khi mà mình kết hợp lại thì nó sẽ tăng cái sức mạnh, nó sẽ gọi là powerful trong cái vấn đề là cải thiện tông da, cải thiện vết thâm. Thì bản thân Vi là Vi thấy là cái version của Skin 104, đặc biệt là cái serum Tone Brightening Capsule Ampoule này, nó cần được sponsor nhiều hơn. Sponsor nhiều giống như cái cách mà Skin 104 đã từng sponsor cái dòng mà màu vàng á mọi người. Tại vì cái này nó khá là ổn và cái dung tích nó nhiều, cái giá nó cũng ok nữa, thì tại sao không sponsor để nhiều người tiêu dùng biết hơn. Thật sự là khi mà nhắc đến cái vấn đề làm sáng da, cải thiện thâm mụn thì không thể nào bỏ qua được vitamin C. Bản thân mình thì mình đáng lẽ là video clip này mình không nhắc đến vitamin C nhiều đâu mọi người. Tại vì sao? Tại vì mình chán chứ không gì đó. Vì sử dụng vitamin C trước đó quá nhiều đi, thế nên là mình bị có một thời gian mình bị bội phục vitamin C. Mình hoặc không muốn nhắc tới vitamin C trên video clip nhiều, mình cũng không muốn review luôn. Không biết tại sao, nhưng mà mình nghĩ là sáng da,
chống oxy hóa và cải thiện tông da thì vitamin C vẫn là một cái option mà được nhiều người nhắc đến, nhiều người biết đến, gọi là trước cái tranexamic acid niacinamide luôn. Bên cạnh đó thì một phần nữa là trên thị trường hiện nay thì có quá nhiều những cái loại vitamin C khác nhau, thật sự là loạn luôn, không biết đường đâu mà lần. Ngồi ngẫm lại thì Vi nói là ủa cái vitamin C nào mà bình dân mà mình sử dụng lâu mà nó ổn, mà nó ít bị oxy hóa, mà nó vừa phù hợp túi tiền ta. Thì Vi có nhớ ra một cái serum vitamin C mà cũng hình như Vi cũng chưa có review trên YouTube channel của Vi bao giờ, mà Vi sử dụng cũng hơn 6 tháng rồi. Đó là serum của hãng Neogen Dermalogy, 22% vitamin C và Real Vita C Serum. Đầu tiên là mình phải khen về cái thiết kế bao bì của em serum này là một cái dạng thiết kế màu tối. Thiết kế màu tối như vậy để làm cái gì mọi người biết không? Để tránh được cái trường hợp oxy hóa của sản phẩm. Tuy vậy nhưng mà Vi có một cái thói quen là Vi không bao giờ bỏ vitamin C bên ngoài. Vi thường bỏ tất cả, hầu như là tất cả vitamin C trong tủ lạnh. Tại vì những cái dạng vitamin C mặc dù là LAA hoặc là những cái dạng dưỡng xuất vitamin C á, thì tuy là mọi người bảo quản trong tủ lạnh nhưng mà sẽ có một số dạng nha, nó vẫn bị oxy hóa là chuyện bình thường hầu hết luôn. Nhưng mà đối với em này thì Vi thấy là cái khả năng oxy hóa trong cái sản phẩm này nó gọi là nó tương đối thấp đó mọi người. Gọi là nó không có bị biến dạng cái màu sắc nếu mọi người chịu khó mọi người bảo vệ kỹ nó. Chai này sẽ có 10% sodium ascorbic phosphate là một dạng dẫn xuất vitamin C, cộng với lại niacinamide, cộng với lại 12% chiết xuất từ những cái loại mà thực vật chứa vitamin C, chẳng hạn như là họ cam, chanh, bưởi, quýt chẳng hạn. Bên cạnh những cái thành phần vitamin C ra thì trong cái bảng thành phần của em này có rất là nhiều những cái thành phần đẹp, chẳng hạn như là vitamin B5, phục hồi da nè, cấp ẩm, rồi hippoflavonoid là một cái thành phần mà hắc mai biển sẽ làm dịu da và là giảm được những cái hiện tượng kích ứng đỏ rát trên da. Rồi vitamin E, citric acid sẽ đánh vào cái vấn đề là dưỡng ẩm, làm sáng da, chống oxy hóa. Cái serum Neogen vitamin C này á, khi mà Vi sử dụng trên da thì Vi thấy là nó tác dụng nó cũng khá là nhanh, nó không quá 3 tuần đâu mọi người. Tầm 1 tuần đến 10 ngày là mình thấy là cái da mặt mình nó cải thiện sáng sủa hơn rồi ý. Và có một cái ưu điểm như ban nãy Vi nói là Vi bảo quản trong tủ lạnh rất là lâu mà cho đến bây giờ nó vẫn không bị chuyển màu, nó không bị oxy hóa, thì đây là một cái ưu điểm rất là lớn dành cho nhà Neogen luôn. Cái kết cấu của nó là một cái kết cấu dạng lỏng, lỏng như hầu như là lỏng như nước. Khi mà sử dụng lên thì đối với da dầu nó sẽ thấm từ từ vào da mà nó sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm nhẹ nhàng thôi. Khi mà Vi sử dụng em này thì Vi sử dụng buổi tối và buổi sáng hầu như vẫn được. Đối với da dầu thì không sử dụng thêm những loại serum dưỡng ẩm thì vẫn được luôn. Nếu mà các bạn để ý là có một số loại serum vitamin C sử dụng ban ngày và nguyên ngày đi về á, tẩy trang ra thì cái bông tẩy trang nó sẽ bị gọi là bị nâu, bị vàng. Đó cũng là một cái hiện tượng mà gọi là bị oxy hóa vitamin C trên da á. Nhưng mà cái em Neogen này thì Vi không gặp trường hợp như vậy. Cái con này thì dưới 500.000 dung tích 32g thì nó cũng dễ bảo quản nè, rồi cũng thấy rõ kết quả, thì đây là một option Vi thấy cũng khá là đáng đầu tư. Quan trọng là gì? Quan trọng là cái em Neogen này hiện tại đang có chương trình là mua 1 tặng 5. Nói chung là mua một cái em serum này thì được tặng rất là nhiều những cái món quà skincare. Đó thì kèm vào những cái yếu tố trên thì các bạn cũng nên cho cái làn da của mình có một cái cơ hội để thử cái em vitamin C của Neogen này. Ok, thì đó là tất cả những cái loại serum trong cái chuyên mục phê gì trong tháng mà Vi muốn recommend cho các bạn về vấn đề làm sáng da, cải thiện thâm mụn và cải thiện được tông da với những cái mức giá cực kỳ bình dân và lành tính, siêu lành tính luôn ha. Thì Vi sẽ để tất cả những cái đường link thông tin của sản phẩm serum, thông tin của các loại serum mà Vi recommend, Vi đề cập trong video clip này, cũng như là link pick up, link mua những cái sản phẩm serum uy tín bên dưới phần description box, phần mô tả, và pin lên bên dưới phần comment. Các bạn có thể xuống dưới phần comment để các bạn tham khảo ha. Ok time, nếu mà các bạn thích video clip này thì đừng quên cho Vi một like cũng như là một subscribe, đăng ký, bấm vào cái nút đỏ đỏ bên dưới để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho người xem nha. Ok time, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người. Bye.